Công vụ các sứ đồ chương 14 Phaolô và Ba-na-ba tại Iconi. Tại Iconi, Phaolô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội Do Thái và giảng luận, khiến rất nhiều người Do Thái và người Hy Lạp tin Chúa. Nhưng các người Do Thái không tin thì xúi dục, đầu độc tâm trí những người ngoại có ác cảm với anh em. Dù vậy, hai sứ đồ ở lại đó một thời gian dài, giảng luận về Chúa một cách mạnh dạn. Chúa dùng tay họ làm các dấu lạ và phép màu để thực chứng cho đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia rẽ nhau, một phe theo người Do Thái, phe kia theo hai sứ đồ. Lúc ấy, những người ngoại và người Do Thái cùng các nhà lãnh đạo của họ âm mưu ngược đãi và ném đá hai sứ đồ. Được tin ấy, hai sứ đồ lánh qua Lystra và Derbe, là các thành thuộc Lycaoni và miền phụ cận, rồi rao giảng tin lành tại đó. Phaolô và Ba-na-ba tại Lystra. Tại Lystra có một người bị liệt đôi chân. Anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Anh ta ngồi lắng nghe Phaolô giảng. Phaolô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành nên nói lớn: "Hãy đứng thẳng chân lên." Anh nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phaolô đã làm thì la lớn bằng tiếng Lycaoni: "Các thần đã lấy hình người hiện xuống cùng chúng ta." Họ gọi Ba-na-ba là thần Jupite, còn Phaolô là thần Mercure, vì ông là người thuyết giảng chính. Thầy tế lễ của thần Jupite có đền thờ ở bên ngoài thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn cùng với dân chúng dâng một tế lễ cho các sứ đồ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phaolô hay điều đó, thì xé áo mình, xông vào giữa đám đông và nói lớn: "Thưa anh em, sao anh em lại làm điều đó? Chúng tôi chỉ là loài người giống như anh em. Chúng tôi giảng tin lành để anh em xây bỏ các thần hư không kia mà trở về với Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong những thế hệ trước, Ngài để cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng của mình. Dù vậy, Ngài luôn làm chứng về chính mình bằng cách ban phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều kết quả, thực phẩm dư dật khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui." Tuy đã nói hết lời, các sứ đồ cũng phải khó khăn lắm mới ngăn cản được dân chúng dâng tế lễ cho hai ông. Bấy giờ, có mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi đến xúi dục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, tưởng ông đã chết nên kéo ông ra ngoài thành. Nhưng khi các môn đồ đang tụ họp quanh Phaolô, thì ông vùng dậy và đi vào thành. Hôm sau, Phaolô đi cùng Ba-na-ba đến Derbe, trở về Antioch. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và môn đồ hóa nhiều người, thì trở về Lystra, Iconi và Antioch. Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin và bảo rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời." Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao phó các người ấy cho Chúa là đấng mình tin cậy. Hai sứ đồ vượt qua Pisidi đến Pamphili. Sau khi đã giảng đạo tại Bẹt Dê, họ xuống Actali. Từ nơi đó, hai người đáp thuyền về Antioch, nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công tác họ vừa hoàn tất. Khi đến nơi, Phaolô và Ba-na-ba triệu tập hội thánh, thuật lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian khá lâu với các môn đồ. Công vụ các sứ đồ chương 15. Giáo hội nghị tại Jerusalem.
có mấy người từ Giu-đê đến và dạy các anh em rằng nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không thể được cứu. Bây giờ có sự bất đồng ý kiến và cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người ấy. Vì thế Phao-lô và Ba-na-ba cùng với vài người trong họ được chỉ định đi lên Jerusalem đến với các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này. Vậy sau khi được hội thánh tiễn lên đường, họ trải qua Phê-ni-si và Sa-ma-ri thuật lại sự quy đạo của các dân ngoại, làm cho tất cả anh em đều rất vui mừng. Khi đến Jerusalem, họ được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp đón. Rồi họ thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm qua họ. Nhưng có mấy tín hữu thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy nói, phải làm cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân giữ luật pháp Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão họp lại để xem xét vấn đề này. Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, Phi-e-rơ đứng dậy nói với họ rằng, thưa anh em biết rằng từ những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong số các anh em, để qua môi miệng tôi, những người ngoại được nghe sứ điệp tin lành và tin Đức Chúa Trời là đấng biết lòng mọi người, đã chứng tỏ Ngài chấp nhận họ. Khi ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta, Ngài chẳng phân biệt chúng ta với dân ngoại đâu, nhưng Ngài tẩy sạch lòng họ bởi đức tin. Vậy bây giờ, tại sao anh em dám thử Đức Chúa Trời, gán cho các môn đồ cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng không thể mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ân điển Chúa là Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy. Cả hội nghị đều im lặng, lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu lạ và phép màu mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông thực hiện giữa các dân ngoại. Khi họ dứt lời, Gia-cơ nói, thưa anh em, xin hãy nghe tôi, Si-môn đã thuật lại thế nào Đức Chúa Trời lần đầu tiên thăm viếng các dân ngoại để từ họ lấy ra một dân cho danh của Ngài. Điều đó phù hợp với lời các nhà tiên tri đã chép: sau các việc này, ta sẽ trở lại tái thiết nhà của David đã bị sụp đổ. Ta sẽ trùng tu những nơi bị tàn phá và phục hồi nó, để những người còn lại và tất cả các dân ngoại được gọi bằng danh ta đều tìm kiếm Chúa. Chúa là đấng đã thực hiện những việc ấy phán như vậy. Đó là những việc được biết đến từ nghìn xưa. Vậy tôi xét thấy không nên quấy rối những người trong dân ngoại đang trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta nên viết thư dặn họ giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng và sự gian dâm. Cũng đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết. Vì từ các thế hệ xa xưa, trong mỗi thành đều có những người giảng dạy luật pháp Môi-se và đọc luật ấy mỗi ngày Sa-bát trong các nhà hội. Sau đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh quyết định chọn những người trong số họ và phái đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến Antioch. Họ phái Giu-đê, cũng gọi Ba-sa-ba và Si-la, là hai người thuộc hàng lãnh đạo trong vòng anh em, cùng với bức thư sau: anh em chúng tôi là các sứ đồ và trưởng lão gửi lời chào thăm đến anh em thuộc các dân ngoại tại Antioch, Syri và Cilici. Vì chúng tôi có nghe rằng một vài người trong chúng tôi, dù chẳng nhận chỉ thị nào nơi chúng tôi, đã nói những điều gây xáo trộn và làm rối trí anh em. Vì thế chúng tôi đã nhất trí chọn và cử những người này đi cùng hai người rất yêu dấu của chúng tôi là Ba-na-ba và Phao-lô đến với anh em. Hai người này vốn đã liều mình vì danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Rít. Vậy chúng tôi đã phái Giu-đê và Si-la trực tiếp nói với anh em những điều chúng tôi viết trong thư. Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em ngoại trừ những điều cần yếu này: phải kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và chớ gian dâm. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. Kính chào tạm biệt.
Vậy những người ấy từ giả hội thánh xuống Antioch, triệu tập hội chúng lại và trao bức thư. Sau khi đọc thư, họ đều vui mừng về lời khích lệ ấy. Giu-đê và Si-la là những nhà tiên tri dùng nhiều lời giảng dạy để khích lệ và làm họ thêm vững mạnh. Sau khi lưu lại đó ít lâu, họ được các anh em đưa tiễn một cách bình an để trở về cùng những người đã sai họ đi. Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ nhau. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Antioch hiệp với nhiều người khác giảng tin lành và dạy lời Chúa. Sau đó ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba: "Chúng ta hãy trở lại thăm viếng anh em trong mỗi thành mà chúng ta đã rao giảng đạo Chúa, xem họ như thế nào." Ba-na-ba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô thì nghĩ không nên đem Mác theo, vì Mác đã lìa bỏ hai người tại bang Phi-li, không cùng họ tiếp tục công tác. Do đó có sự tranh luận gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau. Ba-na-ba đem Mác cùng đáp tàu đi đến đảo Síp, còn Phao-lô thì lên đường sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa. Sau khi đi khắp Syri và Cilici làm cho các hội thánh được vững mạnh. Công vụ các sứ đồ, chương 16. Timôthê tháp tùng Phao-lô. Phao-lô đến thành Đẹc-bơ và Lít-trơ. Tại đó có một môn đồ tên là Timôthê, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp. Anh em ở Lít-trơ và Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. Phao-lô muốn đem Timôthê theo nên ông làm lễ cắt bì cho anh, vì những người Do Thái ở các nơi ấy đều biết cha anh là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, họ cũng dặn các tín hữu phải giữ các quy định của các sứ đồ và trưởng lão ở Jerusalem đã lập ra. Vì thế các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và số tín hữu cứ gia tăng mỗi ngày. Khải tượng của Phao-lô. Họ đi qua khắp miền Phi-ri-gi và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Troas. Ban đêm, Phao-lô thấy một khải tượng. Có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng: "Xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi." Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó, tại thành Philip Lydi Quy Đạo. Vậy từ Troas chúng tôi đáp tàu thẳng đến đảo Samothrace, hôm sau đến Neapoli. Từ nơi đó chúng tôi đến Philip, thành đầu tiên của tỉnh Macedonia thuộc địa Roma. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày. Vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông, là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp ở đó. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Lydi, khiến bà chú ý đến lời Phao-lô nói. Sau khi cùng nhận báp têm với người nhà mình rồi, Lydi mời chúng tôi: "Nếu các ông xét tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào ở lại nhà tôi." Rồi bà ép mời chúng tôi vào. Phao-lô và Si-la bị tù, viên cai ngục Quy Đạo. Một hôm chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phao-lô và chúng tôi la lớn: "Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao,
rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến Phao-lô rất bực mình, nên quay lại nói với quỷ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Khi dẫn đến trước các quan tòa, họ tố cáo: Những người này là người Do Thái gây rối loạn thành phố chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành. Vì chúng ta là người Roma, đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông. Các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùng chân lại. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi các nền ngục rúng động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Viên cai ngục thức dậy thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết, nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phao-lô kêu lớn lên: Chớ làm hại mình, chúng tôi đều còn cả đây. Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Si-la. Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi: Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Hai ông trả lời: Hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa. Trong đêm ấy, vào 9 giờ đó, viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương, rồi lập tức ông và cả gia đình đều nhận báp têm. Viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, các quan tòa sai cảnh vệ nói với viên cai ngục: Hãy trả tự do cho các người ấy. Vậy viên cai ngục bảo Phao-lô: Các quan tòa đã ra lệnh cho tôi trả tự do cho các ông, vì thế hãy ra và đi bình an. Nhưng Phao-lô nói với họ: Chúng tôi là công dân Roma, thế mà khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục. Bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi sao? Không thể được, họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi. Các quan tòa nghe cảnh vệ trình lại các lời ấy thì sợ hãi, vì biết hai ông là công dân Roma. Vậy họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành. Khi ra khỏi tù, hai sứ đồ vào nhà Ly đi thăm viếng, khích lệ anh chị em rồi lên đường.